Xin chào mọi người, mình là Ultraboost Game of Thrones. À nhầm, mình là Phạm Thế Duyệt. Rất vui mọi người gặp lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau duyệt tất cả 6 đôi giày trong bộ sưu tập kinh điển hợp tác giữa Adidas và kênh truyền hình nổi tiếng HBO với bộ phim siêu nổi tiếng Trò chơi vương quyền. Cái phim hay như vậy, nổi tiếng như vậy mà ai mà chưa xem thì đúng là như mình cũng chưa xem. Cơ bản ấy thì nó là phim bộ dài quá nên là cũng chưa thời gian để theo dõi. Tuy nhiên mình cũng đã gom góp đủ kiến thức cơ bản để có thể duyệt cùng mọi người rồi. Trong video này thì sẽ có cả thông báo về việc tặng giày cho mọi người luôn. Giới thiệu một chút ấy, thì đây là bộ sưu tập thứ hai nối tiếp sự thành công của bộ 7 viên ngọc giày. Khác với bộ 7 viên ngọc giày có 7 cái hộp khác nhau ghép thành một bức tranh thì cả 6 đôi vương quyền đều có hộp giống nhau. Đó, đen xì và ở trên có logo của hai thương hiệu. Có một tí đặc điểm ở đây đó là chữ O, một tí điểm nhấn đây đó là chữ O thì có thêm 3 sọc và Adidas ở trong. Chỉ xịn hộp giày Adidas bình thường ấy là nó là hộp kéo ra kéo vào chứ không phải là hộp mở. Thế thôi. Bộ 7 viên ngọc giày có 7 loại giày khác nhau. Thì bộ vương quyền này Adidas chỉ tập trung vào dòng Ultra Boost kinh điển. Mặc dù kinh điển với là cầm trên tay ấy, thấy cực kỳ là đẹp, nhìn cực kỳ là mê và có rất nhiều cái chi tiết mới lạ, chi tiết khác biệt được nâng cấp. Thế nhưng mà mình nghĩ là Ultra Boost nó quá nhiều và nó quá chỉ là bão hòa rồi. Thế nên là lúc đầu mình cũng không định làm một video này đâu. Nhưng qua vlog 75 review đôi Ultra Boost 2019 bản 5.0 ấy thì mình thấy video đó có lượt xem vượt trội hơn hẳn so với những cái video mà đăng trước và đăng sau. Chứng tỏ có rất nhiều người quan tâm đến Ultra Boost. Hôm trước mình thử đăng bài về bộ sưu tập Vương quyền 4.0 này lên shop thời trang mà mình mới mở thì có rất nhiều người nhắn tin nhờ tư vấn nên là mình quyết định làm hẳn video luôn cho nó trực quan. Ultra Boost mới nhất là 5.0. Tuy nhiên vào cái thời điểm mà lên ý tưởng hợp tác và thiết kế cùng với HBO ấy thì 4.0 là Ultra Boost mới nhất và tốt nhất. Trong tương lai khi Adidas hợp tác với VTV ở Việt Nam ấy, thì chúng ta có thể sẽ có một bộ sưu tập Ultra Boost 5.0. Giờ thì chúng ta sẽ cùng ngắm mấy người đẹp 4.0 này. 6 đôi giày với 6 màu sắc khác nhau lấy cảm hứng từ các gia tộc trong phim. Trong 6 đôi giày thì đây là hai đôi được đánh giá là đẹp nhất, hot hòn hot nhất nên là mình sẽ giới thiệu ngay bây giờ. Sau khi giới thiệu xong 4 đôi còn lại. Đúng rồi, hoa hậu bao giờ cũng được sướng tên cuối cùng mà. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau duyệt đôi Night's Watch này. Night's Watch là đội cận vệ gác đêm. Họ mặc áo choàng lỗ đen và gác ở chỗ tuyết quanh năm rơi. Cực kỳ hợp lý khi mà thân giày màu đen và lốm đốm tuyết. Bên trong ấy còn bọc lông cực kỳ ấm, y hệt cái áo choàng trong phim luôn. Tuyết nó rơi lên đây xong rồi lăn xuống thành một cái tảng lớn tạo thành cái đế giày. Rất đúng quy luật vật lý luôn. Những hạt boost này nhìn cũng giống hạt tuyết. Mình ở Đức nhiều năm rồi nên mình biết. Cái đế ngoài này cũng được nâng cấp, dày như là dày đi tuyết. Ở trên có mấy cái dấu cộng và dấu trừ thì mình vẫn chưa hiểu nó có ý nghĩa là gì cả. Các bạn thể thấy là đế ngoài nó dài hơn nhiều so với giày Ultra Boost thường. Nhìn đôi giày nó bụi bặm và hầm mồ hôi rất là nhiều. Ở gót thì có chữ Ultra Boost mạ bạc bóng loáng nhìn cực kỳ sang. Trên lưỡi giày chúng ta có miếng da vải rồng. Ở mặt trong là câu tục ngữ của đội cận vệ này. Trên đầu giày cũng có chữ để truyền tải thông điệp. Ở đít có một chi tiết cực kỳ quan trọng, đó chính là lá cờ được viết tên của đôi giày. Vì sao nó quan trọng thì các bạn sẽ biết ngay thôi. Tiếp theo là giày của gia tộc Stark. Các bạn có thể thấy trên đây giày Stark không phải là người sắt Tony Stark mà là một gia tộc hiền nhất phim. Biểu tượng của gia tộc này là hình ảnh con chó sói xám và đôi giày này là hiện thân của con chó đó. Các bạn có thể nhìn thấy logo đầu chó màu xám bạc ở sau lưỡi giày. Màu xám bạc này giống hệt với màu xám bạc của phần khung ba sọc. Phần khung rất đầy bằng da này, nhìn cực kỳ cao cấp. Vì chân mình bẻ ngang, sợ cọ sát vào cái phần khung này khó chịu này nên mình thường chọn những loại giày dạng tất như thế này không có khung. Tuy nhiên phải công nhận đấy, có sọc nhìn nó khỏe khoắn và chất hơn nhiều, đặc biệt là sọc bằng da như thế này. Sọc bằng da thì nó tăng được rất nhiều độ ngầu và độ sang chảnh. Ngắm đến đít giày thì chúng ta có một cái cờ ghi là mùa đông đang tới, vẫn chủ đề mùa đông nên là cái đế ngoài này hầm hố y như là đôi trước. Một chi tiết nhỏ mình rất thích ở đế trong của má ngoài, ở đế ngoài của má trong là cái miếng nhựa này. Bình thường ấy mình rất ghét cái miếng nhựa này nếu mà nó khác màu đế, tuy nhiên này ở đây nó được viền một cái viền bằng nhựa và bóng loáng, nhìn cực kỳ sang chảnh và hiện đại. Nhưng được cái miếng nhựa này bóng loáng thì cái chữ Ultraboost ở bên này lại mờ tịt và rất là khó nhìn. Tuy nhiên cái miếng da lộ này thì lại được cái nó sờ rất là sướng tay, nó mịn như là da của chó bông vậy, mỗi tội ở đây là chó sói. Thân giày cũng rất đơn giản, một màu xám của da chó. Điểm giá trị nhất có lẽ là bộ đế Boost đen xì, ở trên có 3 hàng mụn lòi lên đều tăm tắp luôn. Chắc này là tượng trưng cho ve chó, ve chó sói. Nhìn tổng thể có đúng tông màu đen xám và đổi sắc độ thôi, đơn giản nhưng mà rất là ngầu. Xong đôi đen thì chúng ta đổi trắng thay đen, quay sang duyệt đôi bạch tuyết này đi. Thực ra đấy không phải là màu trắng bạch tuyết, cái này chính xác mà nói thì là màu cháo lòng. Đôi này tượng trưng cho mẹ rồng, nhân vật nữ nổi tiếng nhất của phim, thuộc gia tộc Targaryen. Điểm nhấn duy nhất của đôi này là logo Adidas xám bạc bằng da rồng, logo Ultraboost ánh kim, da rồng ở lưỡi giày và logo rồng ba đầu ở mặt sau. Điểm nhấn duy nhất tiếp theo đó là lá cờ ở đít giày với chữ máu và lửa. Tiếng Anh nó hơi củ chuối một tí, tiếng Việt đơn giản gọi là máu lửa thôi. Nghĩa là cái cô gái tóc trắng, da trắng, váy cháo lòng này rất là máu lửa. Những bạn vừa thấy chính là đôi giày đỏ lấp lánh ánh kim tuyến tính này. Đây là đôi giày của gia tộc Lannister. Tên gia tộc này cũng được in trên đây giày, là gia tộc quyền lực nhất, và đôi giày cũng thể hiện rất rõ sự quyền lực và sang chảnh đó. Cả thân giày màu đỏ của áo choàng và được dệt xen kẽ bằng chỉ phản quang màu vàng kim loại, và nó lấp lánh khi mà chúng ta di chuyển, nhìn cực kỳ hoàng gia và vương quyền đúng như tên của phim luôn. Mọi chi tiết điểm nhấn khác trên những đôi giày này đều màu vàng kim loại, ba sọc vàng này, chữ Ultraboost vàng này, logo trên lưỡi giày cũng vàng này, trong lưỡi giày cũng là một con sư tử vàng đang gầm, biểu tượng của gia tộc, và sau gót cũng là dòng chữ nghe tao gầm, khẩu hiệu của gia tộc. Lôi cái lót giày ra là thấy chữ màu vàng, thậm chí cả hệ thống xoắn dưới đế cũng vàng luôn. Nói chung ai đam mê quyền lực ấy thì nên chọn đôi giày này, mà ai chả đam mê quyền lực. Nhưng đôi này thực sự mình nhìn thấy nó hơi rực rỡ quá, tương đối là khó phối đồ ấy. Nhân tiện đang rực rỡ thì chúng ta duyệt luôn đôi này, rực rỡ không kém luôn. Đây là đôi giày được bình chọn là chất chơi nhất cả bộ sưu tập, hiện thân của con rồng lửa. Lúc chưa xem phim thì mình tưởng đây là đôi giày lấy ý tưởng từ núi lửa phun trào, nham thạch ở trong núi này bắn nó tung tóe xong rồi lan xuống cái phần mũi giày. Nhưng sau khi vẫn chưa xem phim thì bây giờ mình đã biết phần mõm này là tượng trưng như mỏ của con rồng lúc mà nó chuẩn bị khạc lửa đấy. Công nhận là khu vực mồm rồng là nhìn xa thấy rất là ấn tượng, chứ còn lúc nhìn gần vào ấy thì thấy nó ấn tượng không kém luôn. Những cái lỗ ở đây để tạo sự thông thoáng và cung cấp oxy. Theo quy luật toán học thì phải có oxy thì lửa mới cháy được mà. Phần lửa ở đầu lưỡi con rồng nhạt dần, và lên tới cuống lưỡi này thì chỉ còn những cái đốm lửa thôi. Miếng da trên đây được làm như kiểu mới bị phun lửa vào và nó đang cháy vậy. Bóp vào chúng ta thấy nó như bị chuẩn bị bong ra ấy. Chi tiết này rất là đặc biệt và đáng giá, nhưng mà không biết hôm nào nó có bị bong ra thật không. Đằng sau chúng ta thấy có logo con rồng ba đầu, giống hệt với đôi cháo lòng. Đít cũng có lá cờ máu lửa, giống hệt đôi cháo lòng, vì đôi này là cùng gia tộc với cái đôi cháo lòng này. Đây là con rồng Còn đây là mẹ rồng. Adidas đã sản xuất cho gia tộc này hai phiên bản liền. Mẹ rồng là phiên bản của nữ, còn rồng là phiên bản cho nam. Các bạn có thể nhìn ở tem giày cùng size 42,5 của mình, cùng dài 27cm GAV, nhưng một bên là 10 US và một bên là 9 US. Mình đã từng sử dụng nhiều giày của nữ và so sánh trực tiếp trên tay rất nhiều phiên bản giày nữ và nam rồi. Nếu mà nó là cùng loại, cùng tên, cùng màu thì nó giống y hệt như nhau luôn, chẳng khác gì cả. Chất lượng giống hệt nhau này, kích thước giống hệt nhau, cảm giác chân giống hệt nhau, giá cũng y hệt như nhau luôn. Hoặc là nó có thể nó có một sự khác biệt gì rất nhỏ gì đó mà cái mắt thường chất lượng 10 trên 10 của mình không phát hiện ra được. Nhiều bạn hay hỏi mình sự khác nhau giữa bản nam và nữ của cùng một dòng giày, thì mình thấy nó chỉ khác nhau ở mỗi số size US ghi ở tem giày thôi. Cứ quy định size EU là size của châu Âu, cỡ châu Âu trùng nhau thì nữ đi của nam và nam đi của nữ đều được hết. Một vài chi tiết đáng chú ý nữa trên cái đôi giày rồng lửa này là đây có chữ Ultraboost màu đen cùng màu với nền, nhưng mà nó được làm bóng loáng nên là vẫn rất là nổi bật. Đế boost đen siêu sạch không lo ố vàng, và cái miếng nhỏ viền bóng ở đây giống hệt với đôi chó sói. Để cạnh nhau thế này các bạn mới thấy là đế boost của con rồng đen này đen hơn nhiều so với đế boost của con sói xám. Giá mà đế ngoài này nó cũng đầy như đế ngoài của con sói xám này, thì con rồng này nó sẽ bá đạo hơn rất là nhiều. Sau đôi rồng lửa thì chúng ta đến với đôi cuối cùng là đôi đối thủ rồng lửa, đôi băng tuyết. Đôi này là hiện thân của White Walker, nhân vật phản diện chính của phim, sống ở vùng băng tuyết và ngoại hình trắng xanh y hệt như đôi giày. Đây là đôi giày hot nhất, săn khó nhất. Cái hôm mình ngồi săn cái bộ sưu tập này nhé, thì trên tất cả các webs đôi này đều hết hàng đầu tiên. Tất nhiên nó cũng là đôi giày có giá bán lại cao nhất trong bộ sưu tập Vương Quyền. Có lẽ vì cái màu xanh băng của nó quá là đẹp. Đây cũng là màu yêu thích của mình luôn. Nhìn nó rất là trong trẻo, cảm giác nó rất là tươi mát và dễ chịu. Đúng rồi, đó chính là những gì mình dùng để miêu tả đôi Yeezy 700 cá voi xanh ở Vlog 83. Cũng là đôi Yeezy 700 đẹp nhất theo cảm nhận của mình. Màu xanh như đôi Ultraboost này nhìn nó mang hơi hướng của băng giá hơn, vì được đan xen bằng những sợi chỉ trắng và tận dụng tối đa chất liệu nhựa trên đôi giày này. Chất liệu nhựa này nhìn nó rất là giống băng, như là phần mũi giày, phần ba sọc và cả phần khung gót. Trong 6 đôi giày thì chỉ có đúng duy nhất đôi này là có phần khung gót bằng nhựa bóng. 4 đôi được mài vân ngang, đó là đôi rồng lửa, đôi mẹ rồng, đôi gác đêm và đôi quý tộc. Duy nhất đôi chó sói này là có phần gót bằng da và có chỉ khâu ở xung quanh bằng nhựa. Như lực của đôi băng tuyết này thì là họ dùng cái công nghệ ép nhiệt. Trên lưỡi giày cũng được thiết kế bằng da và nước ra như là của đôi rồng lửa, chỉ khác là cái vết nước này nó màu xanh này. Cái này kiểu như là mùa đông lạnh quá nên là da nó bị nẻ này. Đấy, rất là đẹp. Trong lưỡi giày là logo kiểu như máy làm lạnh ấy. Ở đít giày thì có lá cờ mùa đông ở đây. Trên đôi giày chó là mùa đông đang tới, còn đôi này là mùa đông đã tới. Cùng là mùa đông như nhau, nhưng mà không hiểu sao trên cái đôi này này thì không được trang bị cái đế ngoài giày để đi tuyết, như là cái đế của con chó sói. Bù lại thì nó được vải sơn xanh, nhìn khá là nghệ thuật. Miếng nhựa nhô lên ở đây nhìn cũng đẹp. Nếu là màu khác thì xấu, nhưng màu này thì thực sự là đẹp. Cả đôi giày nhìn đi nhìn lại vẫn thấy rất là mát lòng mát dạ. Lúc mà nắng bực ấy, xong cúi chân nhìn thấy đôi giày này chắc là cũng hạ hỏa tương đối. Ultraboost thì là giày quốc dân rồi, Việt Nam có hơn 96 triệu dân thì chắc phải có 69 triệu đôi Ultraboost. Thế nên là không cần chia sẻ thêm về cách phối đồ nữa. Các bạn cứ mặc giày này của Adidas thì các bạn cứ mặc áo của Nike như mình đang mặc đây là chắc chắn là sẽ đẹp. Tiện giới thiệu luôn, đây là áo mà Nike sản xuất riêng cho bộ sưu tập trò chơi vương quyền của Adidas. Vú trái này có cái máy làm lạnh giống logo của đôi băng tuyết. Chữ Just Do It ở đây có lông, giống lông của đôi chó sói. Màu trắng này là của đôi mẹ rồng. Màu đen này là của đôi lính gác đêm. Và màu đỏ ở đây là của đôi quý tộc. Đặc biệt nhất là ở đằng sau chúng ta có một con rồng kín lưng để tái hiện lại cái đôi rồng lửa này. Đằng mông này chúng ta có chữ Just Do It được thêu chỉ vàng, cực kỳ vương quyền nữa. Thêm một điểm đặc biệt nhất nữa đó là cái chiếc áo này là sản xuất riêng cho Việt Nam, có cờ đỏ sao vàng ở cánh tay này. Đây mình có thêm phiên bản dành cho Paris với tháp Eiffel ở giữa và những sọc xanh đỏ hai bên. Đây là đằng sau. Tiếp theo là phiên bản dành cho New York City, hợp tác cùng với thương hiệu quả táo của điện thoại Samsung ấy. Ở mặt trước là tượng của thần tự do nữ, còn ở mặt sau là khung cảnh của thành phố New York. Đây là outfit của mình cùng với chiếc áo New York này, kết hợp với Ultraboost 5.0. Ngoài ra trong bộ sưu tập này có cả phiên bản Los Angeles, phiên bản dành cho London là hình lá cờ nước Anh và phiên bản dành cho Nhật với hình núi Phú Sĩ. Nhưng mà hôm nó phát hành bộ áo này thì mình vào mua hơi muộn nên là chỉ mua đúng 3 chiếc áo đẹp nhất rồi thôi. Bạn nào mà quan tâm đến bộ áo này ấy, thì nhớ bình luận ở bên dưới. Nếu mà có nhiều người quan tâm ấy, thì có thể mình sẽ làm riêng một video để review về cái bộ áo này luôn. Đính chính lại một chút, đầu tiên nhìn ảnh ấy, nhìn thấy cờ đỏ sao vàng này mình cứ tưởng là dành cho Việt Nam thôi. Thế nhưng mà khi mà nhìn lại tên của cái áo thì mình cũng biết đây là phiên bản dành cho Trung Hoa, vì họ cũng cờ đỏ và cả đống sao vàng luôn. Trên vai này cũng có chữ Nike được viết bằng tiếng Trung và ở dưới bụng là hình thành phố Thượng Hải. Mà dù nước nào đi chăng nữa thì đây cũng là một cái áo rất là đẹp. Quay lại tổng quát về bộ giày vương quyền này thì các bạn sẽ thấy điểm đặc biệt nhất của nó so với Ultraboost thường chính là cái lá cờ ở đít. Tuy nhiên sau khi xem xong video này của mình rồi thì mình tin là nếu gặp những đôi giày này ngoài đời, các bạn sẽ không cần nhìn đít, các bạn vẫn biết đó là giày vương quyền. Đó, như mình đã nói lúc ban đầu thì video này là mình làm dành riêng cho những bạn yêu Ultraboost nói riêng và cho những bạn yêu Ultraboost 4.0 nói chung. Thì tất nhiên chọn nội dung có nhiều người quan tâm để làm video thì cũng là vì mục đích câu view rồi. Đấy, ai làm video chẳng muốn được nhiều view, nhiều người xem, nhiều người quan tâm và nhiều người ủng hộ, đúng không nào? Và để đáp lại sự ủng hộ của các bạn thì đội ngũ bên shop của mình cũng đang tổ chức 2 đợt giveaways với tổng cộng 112 phần quà cho 112 người may mắn, có cả Ultraboost 4.0 và đôi Nike Zoom Fly Flyknit 9,5 điểm sướng trên 10 theo bảng thống kê 8 đôi giày sướng nhất thế giới. Link tham gia nhận quà mình sẽ để ở phần miêu tả dưới video và dòng bình luận đầu tiên. Các bạn chỉ cần ấn vào và làm một số bước nhỏ theo hướng dẫn thôi. Và đó là 6 đôi giày vương quyền của ngày hôm nay. Nếu thấy video hay, các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và ấn vào quả chuông quý tộc 4.0 bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo cho những đôi giày mới nhất, độc đáo nhất trong tương lai nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người may mắn nhận được quà và hẹn mọi người gặp lại.